Xin chào cô chú anh chị, em là Điền đây. Thì cái video này em làm thì là video đầu của năm 2023. Thì em Điền cũng chúc cho cô chú anh chị một năm mới an khang thịnh vượng và thành công hơn trong những năm tới nha. Rồi nay em Điền sẽ giới thiệu một lô đất mà có diện tích là 5-6-42 nửa hậu 7m và giá của gia chủ mình lúc trước giao bán là 1.950 tỷ, và bây giờ giá gia chủ mình đã hạ giá xuống 100 triệu, và em Điền sẽ quay lại lô đất này cho cô chú chị mình xem nha. Và cái thứ hai nữa là đường mình có một cái mặt tiền đường nữa mới làm lại rất là láng, rất là mới luôn. Mình đi ra tỉnh lộ rất là gần, rộng khoảng 5m anh chị, tỉnh lộ 328 anh chị ơi. Trước mặt cô chú anh chị mình đây là mặt tiền đường nhựa rộng khoảng là 8m, và cái hướng trước mặt mình đây là cái hướng đi tới ủy ban xã Phước Tân anh chị, cũng như là trung tâm xã Phước Tân luôn. Thì đi tới đây khoảng vài trăm mét thôi là tới ngay trường học và ủy ban nhân dân xã Phước Tân rồi anh chị. Chợ đò cũng hướng này luôn anh chị ơi. Và cái hướng đằng sau của em Điền đây là cái hướng mà mình đi ra theo kiểu là đường này song song với lại tỉnh lộ 328 anh chị. Thì đường này là theo kiểu ô bàn cờ anh chị, thông thương hết. Qua bên này là đi 328 này, và 328 đó mình đi được biển Hồ Tràm anh chị, và cũng như đi tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh được. Và mình rẽ vô phía bên này thì khu dân cư bàn cờ anh chị. Rồi cái lô đất của mình là hiện tại là có hai mặt tiền đường anh chị, một mặt tiền đường nhựa và một mặt tiền đường bê tông. Bê tông này thì rộng khoảng là 5m anh chị. Đó, đi ra đó là tỉnh lộ 328 rồi anh chị. Cái lô đất này cách rất là gần 328, khoảng là mấy chục mét thôi. Em Điền sẽ giới thiệu cái lô đất của mình đây là có diện tích là 5m anh chị. Đây, gia chủ mình đã rào hết rồi, 5 và sâu 42m, và nở hầu ra là 7m anh chị ơi, 7m, và có sẵn 100m thổ cư anh chị. Và cái lô đất mình trong sổ là 5m, nhưng mà thực tế bên ngoài là mình sử dụng được 6m anh chị. Đấy, rất là rộng anh chị, 6m. Thì cái trụ điện này á, trụ điện này không dính dáng tới đất đâu. Thì cái đất mình nói chung là nằm bên góc của đất mình, cũng không có là cái nhược điểm của đất mình đâu. Cũng không choáng mấy. Thì đây anh chị, cái lô đất của mình đây 5m, và đã rào gạch lại hết rồi anh chị. Đường bê tông mới mở thì mới làm lại, thì láng o luôn, rất là sạch, rất là mới. Đó, anh chị có thể thấy bên ngoài kia là tỉnh lộ 328 rồi. Đó, mình đi ra đó và mình rẽ xuống bên tay phải là mình đi biển Hồ Tràm anh chị, và cũng như đi ủy ban xã Phước Tân khoảng là vài trăm mét thôi. Mình rẽ phải xuống và mình rẽ trái mình đi ra Đồng Nai cũng như là đi thành phố Hồ Chí Minh được anh chị. Và cái vị trí của em Điền đây dường như là thuộc vị trí của cái đất mình á, dường như là thuộc ngay trung tâm xã Phước Tân anh chị. Nói chung là tiện ích đầy đủ và không thiếu bất cứ cái gì. Cái chỗ mà chỗ này thì đa số là các người dân ở đây á, thì đa số là dân ở làm cơ quan nhà nước anh chị, nên là chỗ này rất là an ninh luôn anh chị. Dân cư ở đây rất là đông anh chị. À, em cũng nói luôn là cái mặt tiền đường này mình có thể kinh doanh được nha anh chị. Đây anh chị có thể thấy đầu kia là những cái quán ăn và quán nước, và sờ ba sờ biết cũng đầu đó cũng có anh chị. Và hướng này cũng vậy à, có mấy cái bảng kinh doanh, người ta bỏ bảng kinh doanh đó anh chị. Khu vực xã Phước Tân này á, thì xã Phước Tân mình sẽ giáp với lại thị trấn Phước Bửu anh chị. Và từ đây mà ra trung tâm thị trấn cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc ấy, thì khoảng đâu đó là 2 cây số thôi anh chị. Và mình đi xuống biển Hồ Tràm thì khoảng là đâu đó 12-13 phút thôi anh chị, đi xuống biển Hồ Tràm. Và từ Sài Gòn mà về đây thì mất khoảng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ anh chị, đi đường cao tốc anh chị. Rồi, thì em cũng nói là cái giá giảm xuống là lúc trước em rao cái lô này là 1.950 tỷ anh chị. Mà bây giờ chủ nói chung là thật sự cũng đang kẹt cuối năm với lại sử dụng công việc anh chị. Thì chủ giảm hẳn 100 triệu luôn anh chị, còn 1.850 tỷ. Thì giá này là giá chốt luôn anh chị ơi, 1.850 tỷ là giá chốt, buôn sổ không có lo giấy tờ gì hết. Nói chung là giá cuối đó anh chị. Anh chị nào mà thiện chí thì cứ liên hệ với em Điền, em Điền sẽ dẫn cô chú chị mình đi xem thực tế lô đất này nha. Rồi em Điền xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị nha.
Rồi, trước mặt màn hình của cô chú anh chị mình đây là cái vị trí đất của bất động sản mình. Thì em nhắc lại một lần nữa là đất mình có diện tích là 5-6-42 và nở hậu là 7m, có sẵn 100m thổ cư anh chị. Và thực tế là mình sử dụng được 6m anh chị. Đây, vị trí em đang đứng là vị trí đô đất mình này. Và cái đường bên hông của mình đây là cái đường bê tông anh chị, rộng 5m á. Thì đi ra có xíu là đường 328 này anh chị. Và mặt tiền của mình bám theo đường nhựa đây anh chị. Và vị trí của mình này anh chị có thể thấy thì khu dân cư rất là đông. Và mình đi ra ủy ban xã Phước Tân này, rất là gần anh chị. Đi xuống tới đây là ủy ban xã Phước Tân rồi. Và xuống đây một chút xíu là ra trung tâm huyện Xuyên Mộc rồi anh chị. Đây là trung tâm huyện Xuyên Mộc cũng như là thị trấn Phước Bửu anh chị. Đó. Và cái chỗ vị trí đất của mình là hiện tại là tiện nghi và tiện ích là đầy đủ hết rồi. Trường học và ủy ban và chợ đò Bách Hóa Xanh này kia cũng có đủ. Nhưng mà mình muốn ra thị trấn xô bồ hơn thì mình có thể đi ra ngoài đây chút xíu thôi. Khoảng 2-3 cây thôi anh chị là tới nơi rồi. Và mình từ vị trí mình đi xuống biển cũng gần anh chị, khoảng là 12-13 phút. Và cái hướng 328 mà mình đi ngược lại này, mình đi được Đồng Nai và đi được thành phố Hồ Chí Minh này, anh chị có thể thấy nè, đó cái đường đi thành phố Hồ Chí Minh đi cao tốc này anh chị. Đó. Nói chung là vị trí của mình là giao thông rất là thuận tiện anh chị.